một nam vô một ngôn cần đương thì cũng sẽ tình cho một mô đại. Một cái dạng mà ông Táo á, có một cái thần linh đó, họ không có họ đi lang thang, thì họ thấy cái ba cừu gạch đó, họ gá vô ba cừu gạch đó họ ở thôi. Nhưng mà có một cái anh tiều phu đó, anh đi anh dấp cái cây, anh đập đầu vô cục gạch đó, nhưng mà không biết hương linh đó có đỡ hay không đỡ, hay là ảnh may mắn anh không có bị chảy máu đầu, thì anh mới nói là ông Táo này linh, ông Táo này linh. Rồi giờ hương linh đó họ cứ nghĩ là ông thần Táo, hương linh chấp vô cái đó là tưởng là ông thần Táo đến thì cũng cho đó, cũng giúp đỡ người ta, giúp đỡ mà hương linh nó bị vướng vào cái nhân quả. Khi mê thì con nhờ thầy độ, đến khi con ngộ con phải tự độ mình, hiểu vậy nên nha. Mấy cái cây này là mấy cây là thuộc về là có thiên và có phi nhân ở đó, nên không tốt nhất không nên. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh, và phía đối diện đó là cái miếu cánh đồng hoang hả nhân hả? Dạ đúng rồi. À đây là miếu bà Ngũ Hành, miếu năm bà, nhưng mà mọi người quen với cái tên là cánh đồng hoang hơn. Em Nhân với thầy Trúc Phương với lại em Phong Bụi sẽ cùng qua cái miếu cánh đồng hoang bên kia để cúng cho các vong linh. Hiện nay thì các anh em cũng đang đợi cái chiếc đò của ông Tư để có thể qua rước các anh em để qua, cũng như là thầy để qua bên đó để cúng cho các vong linh để được siêu thoát. Và đây là các phần chuẩn bị cho cái buổi cúng thí thực vào tối ngày hôm nay nè. Cực khổ quá trời luôn. Mấy giờ rồi? Bây giờ là gần 9 giờ tối rồi. Mấy anh em đi từ 10 giờ sáng đi cúng ở nghĩa trang đường sắt 1982 ở Đồng Nai. Sư phụ cũng ra cúng thí thực ngoài đó cho các vong linh ấm cúng với hy vọng là sớm được siêu thoát. Bây giờ thì kẹt xe, trời mưa nữa cho nên về tới đây là gần 9 giờ tối rồi. Và miếu cánh đồng hoang này là được các trang mạng anh Hồ là xếp vào một trong 13 nơi đáng sợ bậc nhất ở Sài Gòn. Ôi trời ơi. Dạ. Ngày xưa thì ở đây chú Tư có cho em biết là nơi đây là cái vùng đầm lầy á mà. Rồi mọi người khai hoang lập ấp á thì mới phát hiện nhiều bộ tro cốt. Rồi mọi người đưa lên rồi đưa vào miếu thờ. Cho nên là nơi đây thờ rất là nhiều tro cốt vô danh vô thừa nhận, vì vậy mà có nhiều câu chuyện tâm linh được mọi người đồn thổi á. Và mọi người cho rằng đây là một nơi rất là đáng sợ. Việc mà phát hiện mấy bộ tro cốt thì người ta có lúc người ta đi khai hoang người ta phát hiện ra hay sao nhỉ? Dạ đúng rồi, giống như là đi làm ruộng, làm đồng, làm đánh bắt ở đây nè. Bên cạnh con rạch Bà Tàng này nè. Mọi người phát hiện đưa lên. Cũng nhiều. Rồi sau đó thì nhiều người khác nữa họ gửi người thân họ vào đây luôn. Cái ngôi miếu này thì có tuổi đời bao nhiêu năm rồi? Ngôi miếu này có cái năm nó nằm ở trên cái biển miếu á. Không biết anh nhìn thấy không, em thì mắt cận không thấy. Không, anh cũng không thấy đâu. Ngoài 100 năm rồi. 130 mấy năm. Trời ơi. 130 mấy năm. Đây là một trong 13 địa điểm mà đáng sợ bậc nhất ở Sài Gòn luôn hả? Dạ. Thì nhiều người ta xếp trên những cái trang mạng xã hội thôi. Và những tờ báo nhỏ thì họ cũng có ghi lại. Dạ. Hôm nay cũng vào chập tối như thế này, không những là nói là gần khuya rồi, thì thầy cũng vất vả để mà đến đây để mà cúng cho các một buổi thí thực cho các vong linh, cũng như là mong họ sẽ sớm được siêu thoát. Bởi vì ở đâu mà có sự linh thiêng đó là ở đó người ta lại đổ đó, người ta cầu cơ sinh số. Và như vậy thì khổ cho các vong linh, họ không được siêu thoát. Cho nên sư phụ Trúc Phương là rất là thương những vong linh, cho nên là đến đây thì là buổi cúng thí thực phần nào đó thì giúp cho nơi này ấm cúng hơn, thứ hai là cầu cho họ là sớm được siêu thoát. Ở đây thì nội dung của anh em gửi lên thì không có mang cái tính là nội dung là tuyên truyền hay mê tín gì đoan gì hết. Chủ yếu là một buổi cúng thí thực cho các vong linh để sớm được siêu thoát theo nhà Phật thôi. Và cũng video nào cũng vậy thì thầy cũng có những cái bài thuyết pháp đó anh Hồ. Cho mọi người là không đi theo cái con đường mê tín, đặc biệt là cái vấn nạn cầu cơ sinh số. Đúng rồi. Thầy giờ này đi qua trước rồi kìa. Tối quá. Dáng thấp thoáng đó là dáng của chú Tư hả nhân? Dạ. Chú Tư hả? Chú Tư người không phải đâu, người quản miếu á, gọi là ông Tư. Rồi lên. Dính đi, 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 dính đi,
Dạ. Rồi em bước lên đi nha. Em bước lên đi. Em dịnh nè, em bước lên đi. Bước lên rồi chuyền đầu vô mới được. Dạ. Ôi trời ơi. Anh bước ở giữa nha. Ok. Dạ. Ôi, ôi vất vả quá ha chú Tư ha. Ui ơi, trời ơi. Trời ơi. Ơi ơi. Không sao. Phải đi xa đi nước lá này xuống lại, nước lá này đem cái kia là chả khóc một cùng. Tại vì nó chung ở ngoài Đồng Nai. Dạ. Đi trên đường mưa thì nó cũng bị ướt. Tối hù à. Dễ, mình mới cạn mà nào mới mệt à. Dạ. Bây giờ thì chú Tư nó thành nước luôn. Dạ. Hôm trước anh em mình đi thì cũng lớn anh không? Hôm nay thôi. Con người bị ô nhiễm rồi. Đúng rồi. Rồi lên Nhân ơi. Lên mới được. Nó đi làm đó nó chạy vào té. Đẩy nó xích ra, đẩy nó ra. Ôi ôi, chú Tư hơn. Ừ, đẩy nó ra. Đó, ừ đó, rồi ngồi lên. Ngồi ở giữa luôn. Ngồi đầu được không ta? Được, được, ngồi đó đi. Rồi, ngồi chưa, ngồi đàng hoàng chưa, ngồi vững luôn nha. Rồi, rồi, rồi. Nó dính gì vậy? Nó dính, đó. Chú Tư là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay gần 70 rồi. Dạ. Chiếc ghe này là chiếc ghe cũ hả chú Tư? Ghe cũ, cái ghe mới tại đậu cạn rồi, đâu tính, đâu có đi đâu. Nếu mà đi thì đem ra, mà nước lớn mà đem ra, nước cạn thì chịu luôn, nó dính luôn rồi. Ở cái đầu thuyền này, giờ em lật nha, nước ơi, ở giữa sông này sâu không chú Tư? Sâu. À, 3 mét á. 3 mét hả? Ừ. Nước còn cạn giờ là 3 mét đó. Còn có 5-6 mét không chừng, nước lớn là 5-6 mét là sâu lắm. Tàu xà lan chạy được mà. Rồi, lên từ từ đi. Đấy, tới chưa? Tới rồi, tới rồi. À, Nhân lên trước đi em. Lên đi rồi, chuyền đầu lên. Tới Phong. Lên hết đi rồi chuyền đầu lên. Cho nó chống như ô trời. Ôi trời, 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 nguy hiểm quá. Cẩn thận ngang. Đi lên không sao đâu. Lên đi rồi chuyền, lên đi. Dạ, con lên luôn. Cũng như các buổi cúng thị thực khác thì em Nhân cũng bày ra để cho thầy cúng. Nhân đây nè Nhân ơi. Nhân nè Nhân. Coi chừng nó nhiễu xuống mũ quá. Nhiễu xuống cái chai bị lụng nước ra. Cái sáp á. Địa ở đây khai phá ở đây rồi người ta gặp á, rồi người ta đem vô đây. Có gì nhầm khi có người có chủ, có người không có chủ. Đó là vậy đó. Ừ. Thì bởi vậy mới cái vô đây thì cái tâm linh của ông bà đây phổ độ đây, cái mình để đây mình thờ luôn. Đây bao nhiêu bộ của ông bà? Tại vì 4 mấy 50 bộ lần á. Dạ.
Lúc khai phá là phát hiện bộ hài cốt của ông bà đây không? Ừ. Dạ. Đủ hết cho ông bà trước, ông bà thế, người ta gặp vô là xem như là người ta đem gơi vô đây ta gửi luôn, chứ còn mình cũng không kể là người trước người sau gì hết á. Đó, lại đấy như dồn vô nè. Cái những cái có cái hình đó là cái có chủ nhân, còn mấy cái hình này là không có. Dạ. Tâm xin cúng dường hương quả thực này chúng tôi thành tâm xin cúng dường, hương quả thực này chúng tôi thành tâm xin cúng dường, bát nhã tâm chân ta ra na ra te ra te ra ra te ra ra sanh te vi hòa ta te phong nam mô di đà phật. Dạ. Dạ thưa sư phụ, thì trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ là cũng đã 10 giờ rồi, thì thầy trò mình mới đến đây và làm xong buổi cúng. Con cũng xin thông tin thì nơi đây là khi nãy chú vừa đến chính lại với con là có đến khoảng 50 bộ hài cốt, 50 vong linh hiện tại đang được thờ tự tại ngôi miếu này. Tức là nó nhiều hơn con số ban đầu mà con được biết nữa. Thì liệu rằng những vong linh được thờ tự ở nơi này bị những người đến đây thường xuyên cầu cơ xin số thì họ có được siêu thoát không hả sư phụ? Chắc chắn là cái siêu thoát thì họ bị vướng vào cái vấn đề, vướng vào cái niệm. Niệm là bị giống như họ nghĩ là mình là thần, có thể ban cho người đó phước, bản thân họ không có được. Nên những người mà xin số đề đa phần là những người đó giữ lòng tham thôi. Tham thì mới trục lợi, mới trục lợi qua vấn đề vong linh. Mà nói ra chắc chắn họ sẽ có nhiều vị, mà nếu mà người nào nói ra đây là nói để không có đụng chạm bất cứ ai, mà nói ra thì có nhiều người họ không thích, tại vì họ bị dướng đó. Tại họ cuộc sống này họ nói họ khổ sinh. Thật sự khổ không phải là do họ, do cuộc sống này tạo ra khổ, mà do chính họ tạo ra khổ. Bây giờ đến với đạo Phật đó, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta tự tạo ra. Vong linh này là những vong linh này đó, coi nhìn thấy những cái hũ này đó, là những cái hũ nào không có tên đó, là những vong linh tiêu danh. Còn những có những vong linh mà có tên tuổi thì có người thân thì cũng gửi đây. Cuộc sống này khi vì điều kiện hoàn cảnh họ không có đủ duyên để gửi ở trong chùa thì họ gửi đây, nên phải hiểu vấn đề đó. Nhưng mà đối với những người mà cứ đến đây rồi xin cơ số đề này nọ, làm cho vong linh bị dướng vào đó, các vị đây dướng bị chấp vô đó, và các vị không có siêu cứ ngày đi giật số, và chúng giật số rồi tạo một cái giống như chúng ta đến đây á, từ con đến đây để cúng hay là để quay cái làm YouTube để trục lợi trên vong linh này, thì vong linh ta hiểu được mình đến đây vì cái tình thương hay vì cái vấn đề mình để mình quảng cáo hay quay cái YouTube của mình. Đó là hai cái ý đồ khác nhau. Nếu chúng ta có đến đây vì tình thương mới 10 giờ, chứ không phải đến đây chúng ta nhìn tạo một cái gì đó để làm cho nhiều người trên, mọi người trên quả đất này biết chúng ta. Đó là cái mục đích của chúng ta. Nếu mà chúng ta là mục đích giả dối thì có nhân quả giả dối. Chúng ta đến đây chúng ta để tạo cái gì? Là sự đạo Phật không phải là đến đây chúng ta để tạo cho một cái vấn đề scandal hay một cái tạo cái gì để cho chúng ta nổi tiếng. Mà nếu mà nổi tiếng không ai làm đến đây hết á. Từ sáng giờ đi, từ 10 giờ sáng cho đến giờ này là 10 giờ đêm, chưa được về, mắt đã sập xuống rồi. Giờ nó ở trong chùa đã ngủ rồi. Thì nhưng mà vì cái gì nó dán đi, để sắp vô hạ rồi, chắc 3 tháng hạ không đi nữa, sau hạ tính.
Nhưng mà ở đây sư phụ có tâm niệm là đi cúng thì vì vong linh, đi vì đó tinh thần của Phật giáo từ bi, giống như Đức Quan Âm ấy, ngày vì từ bi mà ngày hiện ra cách tướng. Thì không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đồn thổi rằng nơi đây là một trong 13 nơi đáng sợ nhất ở Sài Gòn đó sư phụ. Thì con cũng có hỏi chú Tư cũng như những người dân địa phương, thì ngay tại ngôi miếu này cũng đã có những cái hiện tượng và những câu chuyện tâm linh mà mọi người thấy rồi mọi người truyền tay nhau, và cũng từ đó thì rất là nhiều người cũng đổ xô đến đây để cầu xin cầu nguyện ngay tại cái ngôi miếu mà đang có rất nhiều những vong linh như thế này. Và một cái câu chuyện là rất nhiều người đã được cái này cái kia, xin cái này thì được cái này, xin cái kia thì được cái kia. Vậy thì cái sự linh thiêng đó của những vong linh tại đây, nếu như mình lý giải theo quan niệm của nhà Phật thì là như thế nào hả sư phụ? Cái câu chuyện này từ trước sư phụ đã có kể rồi. Có một cái dạng mà ông Táo ấy, có một cái hương linh đó, họ đi lang thang, thì họ thấy cái ba cừu gạch đó, họ gá vô ba cừu gạch đó họ ở thôi. Nhưng mà có một cái anh tiều phu, anh đi anh dấp cái cây, anh đập đầu vô cục gạch đó, nhưng mà không biết hương linh đó có đỡ hay không đỡ, hay là ảnh may mắn anh không có bị chảy máu đầu. Thì anh mới nói là ông Táo này linh, ông Táo này linh rồi. Rồi người ta đồn thổi cái chuyện mà thế gian đồn ghê lắm, linh một đồn 10, đồn thổi cuối cùng ông cái ba cục gạch đó thành cái miếu to, cung phụng rất nhiều, cung phụng rất nhiều. Cái hương linh đó họ cứ nghĩ là ông thần Táo, hương linh chấp vô cái đó là tưởng là ông thần Táo đến thì cũng cho đó, cũng giúp đỡ người ta, giúp đỡ mà hương linh nó bị dướng vào cái nhân quả rồi. Nhưng mà hương linh nó chưa thấy, chưa cảm nhận được, giống như chúng ta cứ đi cúng mà hoài mà chúng ta không có thực tập tu á, làm sao có năng lực. Bản thân chúng ta cứ đi cúng cứ nghĩ là cúng tốt không mà, nên phải có một thời gian phải thầy phải nghĩ, phải có tịnh hóa tu mình lại. Nên tụi con biết rằng á, khi mà thiền sư, có một vị thiền sư họ đi ngang, thấy cái hương linh này nó đáng thương quá, thiền sư mới lại lấy cái chữ thiền sư đá ba cục đá đi. Vậy á, hương linh nó đi kiếm thiền sư để xử lý á. Hương linh lấy đấu nói lý với thiền sư. Nhưng mà con biết rằng mấy vị mà tu thiền sư, mà mấy vị tu tạc thiền, xung quanh có kim cang, hộ pháp kim cang bảo hộ, nên vong linh nó vô không được. Xong rồi thiền sư mới nói là cho các vị đó vô đây, thì các vị kim cang cho vô. Vô đấu lý thiền sư, nói là tại sao nhà của tôi mà đá. Thiền sư mới hỏi là nhà của ngươi đâu. Nói nhà tôi cục đá, ngươi làm gì có nhà. Vừa thiền sư mới nói khai thị cái đó là cái của mình ngộ liền. Tại vì đâu có thân đâu, gái mượn giống như ốc mượn hồn vậy đó, mà tối ngày cứ nghĩ mình là cái vỏ, có cái đó vỏ ốc là của mình không. Giống như hương linh, tụi con vô đây con cúng đây, hương linh tưởng là mình có một cái thần lực đi giúp, mà cuối cùng là phạm nhân quả. Nhân quả của mình, ví dụ như nhân quả không thể thay thế được hết, không ai gánh cho ai được hết. Giống như người chết á, con cái mà làm phước đức chỉ được hưởng một phần á, còn sáu phần người sống. Nhân quả mà nhân quả đâu phải là, nếu mà nhân quả ai cũng ban được hết thì thiên hạ đâu có ai khổ. Cứ đến đây xin đi cho mà. Chắc chắn nếu mà sinh đây được cái miếu này nó khang trang lắm. Tại vì cho hay không cho là khi người đó có duyên với mình. Giống như giờ tất cả các vị này có duyên với mình mới đem bàn cúng. Chứ không có duyên thì không có bàn cúng ở đây đâu. 19, 10 giờ ở đây, 10 giờ đêm ở đây sao ai chịu nổi. Thì do có duyên mới cúng. Nên những người nào mà họ cứ cuồng tính họ vô sinh thì trói hương linh lại, không cho các vị hương linh này siêu. Nên khi mai cúng nữa bắt đầu sinh cho có chuyện. Những cái chuyện là làm hiện tượng này hiện tượng nọ rồi hù dọa nhát người nên rồi ta sợ ta mới cúng tiếp. Nên chúng ta đến đây chúng ta bẻ gãy cái niệm này cho các vị này đó. Các vị còn ở đây các vị sẽ khổ, tại vì không ai cúng sẽ đói. Nếu mà các vị có thần lực thì các vị đâu phải nhờ ta cúng. Giống như tụi con có tiền thì tụi con đâu còn phải đi xin người ta, do mình không có tiền mới đi xin. Nếu tụi con có cái điều kiện tốt, tụi con không làm YouTube. Do chúng ta không có điều kiện tốt nên chúng ta mới làm YouTube mới lặn lội đi khắp nơi. Mà tụi con phải sư phụ xác nhận rồi. Có nhiều người họ nói là kinh này không phải, kinh này của thầy. Kinh này là của tụi đệ tử thầy và cái nghề của tụi con. Còn cái việc mà sư phụ đi đây là sư phụ
vì vong linh, và cũng là nó mang tụi con làm cái giá trị nhân văn. Tại có nhiều người làm YouTube không có giá trị nhân văn. Cái này cũng là hoằng hóa Phật pháp ấy, hoằng hóa ấy, hoằng pháp đấy. Cái này cũng là một dạng hoằng pháp của tôn giáo đây này. Với lại một cái nói về hoằng pháp vậy, hai nó cũng là mang ý nghĩa là bố thí, giúp đỡ những cái vị này bẻ được cái nghệ niệm. Tại vì lấy âm đức mà, cõi trời một năm nếu mà giúp họ siêu được cõi trời tới một năm. Thì mình không, nếu mình, tại vì cuộc đời này mình phải bòn phước nhiều hơn. Bòn phước, mình cũng đi làm vậy. Nếu như người ta làm kiểu kia, mình làm kiểu bòn phước. Phước có thì có điều kiện nên bòn. Để sợ sợ cái mốt không muốn bòn cũng được. Dạ. Tại chúng ta bị hao phước nhiều quá. Dạ. Thấy như đâu không? Thì còn một tí nữa thôi. Đó là như sư phụ giảng giải thì con cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà người ta vẫn còn, như chú Tư ở đây cũng từng kể đến việc là khi mà mọi người đến đây cúng bái cầu nguyện cầu xin, hoặc là đến đây vì một cái sự tò mò, người ta nghe nó rằng linh thiêng như vậy đó, có nhiều câu chuyện tâm linh như vậy đó, và người ta đến đây để nói chung là những người họ có phần gan dạ đi, họ đến đây để thử xem là như thế nào. Và khi họ đến đây thì họ có những lời lẽ hoặc những suy nghĩ họ mạo phạm đến những vị này, nói chung là họ không có tôn trọng, và họ còn có lời thách thức nữa, thì sau đó là bị cái vị đó theo về đến nhà luôn, và sau đó thì phải quay trở lại đây cúng bái hành lễ này kia thì mới không còn bị như vậy nữa. Thì những cái hiện tượng như vậy là như thế nào hả sư phụ? Có phải là cùng một tần số hay không, hay là các vị này thực sự linh thiêng và họ thực sự tức giận trước những hành động như vậy hả sư phụ? Giờ sư phụ nói con là cái chuyện cái người đó, cái người đó giống như cái người đó, cái phước họ thấp đó, thì mấy vị này sẽ theo được. Chứ nếu mà giống như họ đến mạo phạm, đúng rồi, giống như nhà con đến chửi người tất không, nó như thách thức mà. Nên khi mà chúng ta đến bất cứ một cái chỗ nào chăng nữa, chúng ta phải kính trọng, dù là họ có hay không có ở đây, phải kính trọng họ, xá chào họ. Nhà người ta vô, nhà người ta thách thức rồi, coi người họ chưa, họ còn thương á, họ có chút tu họ còn thương vậy, chứ họ còn đi theo báo nữa kìa, có nghĩa là rất nguy hiểm, có người bị mất mạng luôn nếu mà họ cứ đi là hoài gì mất mạng. Nên những người đó là những người cho nó gọi là cái câu mà không biết sợ trời, cứ coi trời là bằng dung, coi những cái tâm linh này nó là cái chuyện gì đó là nên thách thức mạo phạm, là mình tự rước họa vào mình. Cái như thiên đàng có lối không đi, địa ngục vô đói lại muốn chui vào, không ngõ mà đòi kiếm địa ngục, không có cửa mà thích đi vô cái chỗ đó, còn cái lối thiên đàng thì rộng lớn thì không bao giờ thấy đi. Vô đây làm gì? Để thách thức để làm gì? Cho cái ngã mạn hả? Những người đây ta đâu có muốn đụng chạm đến mình. Do mình đây, mình đến đây mình phải đốt với nhau, mình cầu chúc, cầu các vị sống siêu sanh. Tôi thấy các vị làm những công đức đây rất là đáng thương, mà nên nhiếp niệm bỏ niệm để siêu sanh, để các vị sớm được về làm con người mới, học về cõi Phật, các vị sẽ không còn cái khổ đau gió lạnh mưa xa đây, không phải chịu đói khát dày vò, và không phải trông đợi người này đến cúng người kia đến cúng. Hãy siêu, mình hưởng cho họ siêu, chứ không phải là họ phải nương cây nương cỏ ở đây rồi phải đây ôm đây mãi mãi ở đây làm tốt. Còn cái người kia đến đây để gì? Thách thức họ nên họ quạo lên, họ săn lên, họ đi kiếm, là phải là đến nhà họ quậy luôn, chưa kể nó cũng may mắn là nó trả được á, chứ không có họ làm cho chết luôn á. Nên tốt nhất tụi con đi đến chỗ bất cứ chỗ nào cũng nên kính trọng họ, cầu chúc cho họ siêu, chứ đừng bao giờ mạo phạm, tại vì họ có đụng đến mình đâu. Sẵn sư phụ vừa nói đến một cái ý mà con có nghe, đó là họ nương cây nương cỏ, thì con cũng thưa với sư phụ là chú Tư và quản lý ngôi miếu ở nơi này cũng chia sẻ với con là như thế này đây. Ở đằng sau mình đây á, là có một cái cây cổ thụ, cây này thì có tuổi đời thậm chí là ngang ngửa với cái ngôi miếu này, bởi vì người ta lập cái ngôi miếu này là nương tựa vào cái gốc cây này nữa nè. Thì khi mà chú Tư với lại mọi người á, xin là chặt bớt một vài cái nhánh để mà được xây dựng cái nơi này, nó có nơi cho Phật tử với lại là những người dân đến đây chiêm bái á, được thuận tiện hơn á, không bị mưa gió đó. Thì có những nhánh họ xin được, nhưng mà có những nhánh, ví dụ như nhánh ở bên đây là không có xin được mà sư phụ. Và chú Tư thì phải làm một cái máy, quét một cái máy để cho nhánh cây có thể đi lên tới thẳng trên kia luôn đó, tức là xin mà không cho nên là không dám luôn. Vậy nhánh thì, bên đó đó hả nhân? Dạ đúng rồi, bên đây nè. Đó có một nhánh mà mình phải quét một cái máy to như thế này này,
để cho nhánh cây đi lên. Đó, như nhánh bên này nữa nè, thì là đây là những cái nhánh cây mà không sinh được, chứ ngày xưa thì những nhánh bên đây là được tỉa hết rồi, được tỉa gọn hết rồi. Thì liệu như vậy là có phải là những cái cây mà cổ thụ càng lâu năm thì sẽ có những chư vị nào đó ngủ hoặc là họ có hồn không? Có chư thiên, có chư thiên hoặc là phi nhân. Dạ. Tại cây người có chư thiên và phi nhân nữa. Phi nhân là những loài quỷ ly mị đó. Nên ví dụ như cái nhà đó họ không cho thôi, không cho thì mình né ra. Giống như con muốn cho họ, con muốn giống như con muốn vợ em muốn cho họ đi chỗ khác, mình phải làm cái chỗ khác cho họ ở, rồi cho họ có chịu ở hay không. Con hiểu không? Giống như cái mấy cái vị này là không nên đụng. Tại vì đây á thiếu người tụng kinh. Thiếu người tụng kinh để hướng dẫn họ để họ siêu. Ở trong chùa là mấy thầy ngày nào cũng phải tụng kinh. Tụng kinh để giúp vừa tu và giúp chuyển, bởi vì ông thầy cũng chuyển hóa được họ là do để làm cái chỗ hạt nhân để hướng họ tu. Chứ không phải là họ muốn siêu hay không là do họ. Nhưng mà không có người hướng dẫn làm sao siêu. Giống như tụi con không có sư phụ sao con siêu hiểu được, nó phải có người hướng dẫn. Nhưng mà khi mê thì con nhờ thầy độ, đến khi con ngộ con phải tự độ mình. Hiểu vậy nên mấy cây này là mấy cây này thuộc về là có thiên và có phi nhân ở đó, nên không tốt nhất không nên. Hết rồi. Các vị khi mà chúng ta nói chuyện gì, chúng ta phải hiểu rằng tất cả cái gì cũng nó cũng có nhà hết. Yeah. Nếu mình làm quá không đúng, nó như mai tụi con đây đông người chứ không có đông người chạy rồi đó. Thôi nghỉ ngơi. Dạ. Yeah. Cảm ơn các vị, chúc các vị ăn lành, nhớ cầu chúc các vị sớm được siêu sanh đi tới Ninh Độ hay gì đó.